Xin kính chào quý vị và các bạn. Đúng như dự báo, không khí lạnh đã tràn xuống các tỉnh Bắc Bộ, gây ra mưa và mưa rào rải rác, nên nhiệt độ trên toàn khu vực giảm mạnh, trời trời rét. Gió Đông Bắc trong đất liền đã mạnh lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5. Tiết trời ngày một rét thêm, đến 13 giờ trưa nay, nhiệt độ trên toàn khu vực chỉ dao động phổ biến trong khoảng 18 đến 21 độ. Đặc biệt tại Mẫu Sơn, trời vẫn đang có mưa nhỏ và nhiệt độ chỉ đạt 6,4 độ đến sáng nay, do chưa chịu tác động của không khí lạnh nên các tỉnh ven biển Trung Bộ hầu như không có mưa. Tuy nhiên, càng về trưa, ở phía bắc khu vực, trời cũng bắt đầu chuyển nhiều mây hơn. Lắc đác xuất hiện mưa rông tại một vài địa điểm thuộc tỉnh Thanh Hóa và nền nhiệt độ bắt đầu có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết hầu như ít biến đổi so với 24 giờ trước đó. Sau khi tràn xuống nước ta, không khí lạnh tiếp tục còn được tăng cường thêm xuống phía Nam tới các tỉnh Trung Bộ. Vì vậy, đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục được bao trùm với bầu trời nhiều mây, âm u và có mưa nhỏ vài nơi. Nên nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục có xu hướng giảm thêm, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến dao động từ 15 đến 18 độ, vùng núi là từ 10 cho đến 13 độ. Ngày mai, toàn khu vực phổ biến ít mưa với nhiệt độ trưa chiều cũng chỉ dao động từ 19 đến 22 độ. Vượt qua các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khối không khí lạnh cũng đã di chuyển tới các tỉnh Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Vì vậy, đời gió Đông Bắc trên khu vực sẽ mạnh trở lại, kết hợp với yếu tố địa hình khiến cho toàn khu vực có mưa. Một số nơi có lượng mưa tương đối lớn nên nhiệt độ giảm dần các tỉnh từ Bình Định cho đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa xa và ít chịu tác động của không khí lạnh nên thời tiết ít biến đổi, trời tạnh giáo nên nhiệt độ ban đêm ít thay đổi. Riêng các tỉnh trên cao nguyên về đêm vẫn được bao phủ trong màn sương mù nhẹ nên nhiệt độ hạ xuống khá thấp với nhiệt độ giao động từ 16 đến 19 độ, trời rét. Ban ngày trời có nắng từ sớm khiến cho nền nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đều phổ biến trên 30 độ. Một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ sắp xỉ 34 độ, trời khá oi nóng. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, không khí lạnh có cường độ ổn định. Do vậy, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nằm sâu trong khối không khí lục địa, nên phổ biến ít mưa, trời tiếp tục còn rét. Các tỉnh Trung Trung Bộ có xu hướng giảm mưa. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi, nên nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực vào ngày mai. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ, có nơi từ 24 cho đến 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 11 cho đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, trời xét. nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 11 cho đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có rông, sau đó thì giảm mưa, gió tây bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ khu vực trung trung bộ trời nhiều mây và có mưa, mưa vừa mưa rông, gió đông bắc mạnh cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 25 đến 28 độ. Khu vực nam trung bộ tây mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 28 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất 31 cho đến 35 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và sông ở một vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 34 độ khu vực Biển Đông, quần hảo Hoàng Sa sẽ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7 Biển Động, nhiệt độ giao động từ 25 cho đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 Biển Động, nhiệt độ phổ biến từ 26 cho đến 31 độ thưa quý vị ngày mai bắc bộ và bắc trung bộ chỉ có mưa ở vài nơi trời tiếp tục rét khu vực trung trung bộ có mưa và nhiệt độ cũng giảm dần các tỉnh ven biển nam trung bộ tây nguyên và nam bộ ít mưa ngày có nắng những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay xin kính chào và hẹn gặp lại